Chào các bạn. Bây giờ là tối thứ bảy, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2023, tức ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão. Từ hôm qua đến nay, cứ tối trời mưa, ban ngày lại khô ráo. Đây là điều kiện cực kỳ thuận lợi cho tất cả các giống vải ra hoa, u hồng thanh hà thì quá tuyệt vời, bởi ấm áp lên. Ấm ẩm nó ra hoa đồng loạt. Còn vải thiều thì đã qua một thời gian dài trời khô ráo và lạnh, cho nên ủ hoa rất tốt. Bây giờ cũng ra đồng loạt. Vải nhà mình cũng vậy, đã ra hoa đồng loạt. Đúng như mình nhận định cách đây 3 tháng, 4 tháng trước là năm 2023, cứ có lá là có quả. Các bạn lo xây lò sấy hoặc là sửa xe thổ đi. Tuy nhiên, với vải thiều thì bây giờ nó những vườn đã ra rõ hoa thì đảm bảo những vườn mà chưa rõ hoa còn có nguy cơ ra lộc bởi vì trời ẩm và ấm. Thì như mình vẫn có kế hoạch là rắc kali. Thì nhiều anh em và các bạn cho rằng có thể là cầy, một là đứt rễ quả nhỏ, hoặc là cầy nó tơi xốp khi mưa đến, nó ẩm ướt, đột xuất quá, cây vải nó lấy chất dinh dưỡng nhanh, dẫn hiện tượng là nó hay bị chàm. Thì cách khắc phục của mình, như hôm nọ mình chia sẻ video, các bạn nói là tốn kém quá ấy. Tức là mình sẽ vẫn cày, mình quyết định cày sau khi do dự nhiều. Để mình cày, mình bón lân và kali. Thì một cây nhà mình từ 50 cân đến một tạ thì mình bón 3 cân lân và 2 cân kali thôi. Mình cày một chút thôi, ở ngoài rãnh để mình hớt rãnh lên. Để mình dùng cái rãnh để điều khiển nước theo kiểu tràn ly. Mình nghĩ cũng chẳng tốn kém là bao nhiêu. Thôi thì 2 cân lân, 2 cân kali và 3 cân lân, rồi một tháng cộng vài trăm tiền điện thì nó chẳng tốn bao nhiêu cả, và quyết định làm như thế. Thứ nhất, mình bơm nước để tràn theo kiểu tràn ly là gì? Một, để cho cây nó hấp thụ chất dinh dưỡng nó đều. Thứ hai, vì cầy có thể đứt rễ nó nhỏ chẳng hạn thì nó tơi xốp, thì khi mình bón phân đều thì nó phục hồi lại. Còn thời tiết cơ bản từ giờ khoảng 10 ngày nữa nó vẫn trong tình trạng như này. Tất nhiên nó sẽ đêm mưa ngày ráo. Nhưng sang cuối tháng 2 trở đi trời sẽ giảm nhiệt. Sang tháng 3 trời sẽ khô ráo. Vậy là thời tiết này cực kỳ thuận lợi cho tất cả các dòng vải ra hoa. Cho các bạn không nào trời khô ráo, hoặc là ban ngày trời ráo mà các bạn chưa phun được sương mai và súc sâu, các bạn phun đi. Nhà mình vải sớm là u hồng và thanh hà mình đã phun từ hôm mùng 11. Trời đẹp, mình đã phun sương mai và thuốc sâu. Còn vải thiều mình chưa phun, thì hôm nào trời khô ráo mình sẽ phun một lần sương mai và thuốc sâu. Cứ như thế quan sát tiếp, sau này có vấn đề gì chúng ta bàn tính tiếp nhá. Cảm ơn các bạn xem video.